Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay cửa hàng lên sóng cho quý vị, anh chị và các bạn một lô máy cưa xích Nhật bãi. Ở đây thì toàn những máy cưa gia đình và duy nhất có một con khá lớn, có thể gia đình thì sử dụng hơi công suất, nó nằm ở đó nha. Và cắt chuyên nghiệp thì cũng khá là ok. Mẫu đó thì xài cực kỳ bền. Và mọi người nhìn sơ qua thì dàn máy ngày hôm nay thì toàn em Ngọc Trinh thôi, nhưng mà đẹp, rất chỉ là đẹp, mới 12 em, có tay cụt tay dài, có những cái thương hiệu mà đến từ Tanaka, Ryobi, Makita, Echo, Zenith, Komatsu, Shinawai, Tanaka, Hitachi. Và đặc biệt có một cái thương hiệu mới nổi, đó là Hioki. Đó, nó nằm ở đó đó mọi người. Hioki. Đó, một thương hiệu mới nổi đang được rất nhiều người săn đón. Nói chung là nó thay đổi thương hiệu. Còn về mẫu mã của nó thì nó giống như những dòng Tanaka hay là Hitachi vậy. Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp, rất là mới. Thì trong lô ngày hôm nay bên em sẽ quay chi tiết và giới thiệu công suất và báo giá cho anh em thôi, còn nổ máy thì anh em thông cảm vì giờ này nó rất là trễ rồi đấy. Một việc ngày làm việc khá là vất vả đối với em, và cố gắng tranh thủ quay lên sóng cho anh em một lô máy để anh em có thể là vừa ngồi nói chuyện hay là bấm điện thoại, thì có thể thời gian rảnh để mà coi video ha, lướt quét linh tinh thì vô tình lựa được một cái máy ngon để về sử dụng. Rồi, trong lô máy ngày hôm nay thì có những cái con tay cụt ha, tay dài, thì em sẽ bắt đầu quay cho anh em. Và thể thức mua bán của bên em thì anh em cứ đặt cọc một ít tiền cho địa chỉ và số điện thoại để bên đi ship hàng. Đặt cọc thẻ cao thì phí vận chuyển nó là 100 ngàn, còn đặt cọc chuyển khoản thì bên em bao ship, nó là như vậy, hình thức nó chỉ thế thôi. Và em sẽ vào con đầu tiên trong lô ngày hôm nay. Đó. Đây, ở đây thì anh em nhìn này, có một con Tanaka, đây con Tanaka thứ hai, tay cụt. Trong lô ngày hôm nay, em sẽ gọi lô của nó là lô U U ha, U may mắn ha, U. Lô U này nha, lô U này thì sẽ từ U1 đến U12, và mọi người đây bọn em sẽ nói đây là U1 ha. Còn con kia thì nó xấu hơn một chút, con này khá là đẹp nha, con này khá là đẹp. Con U1 này nha, U1 này là một thương hiệu Tanaka. Cân nặng của nó tầm khoảng 4, mấy kg thôi. Đó là nếu mà tính có xăng có nhớt nhé, trọng lượng khô thì không đến. Nhưng mà nó con này nó tầm khoảng 4,3 kg. Đó, nếu xăng nhớt đầy đủ. Máy móc tốt, nguyên zin, đẹp nha. Rất là đẹp luôn, mới như chưa xài. Em theo, mới như chưa xài, để cho máy quay lên đi nha. Đấy, bây giờ nó chi tiết hơn này. Bây giờ nó chi tiết hơn, mới như chưa xài nhé, con này nó mới hơn cả con kia luôn, mới rất chỉ là đẹp. Thì con này nếu mà giọng nổ ngon lành nhé, giọng nổ ngon lành cành đào cho anh em thì cửa hàng hay bán cho anh em với giá tầm khoảng 1,8 triệu một cây này. Đó. Nhưng mà hôm nay em giảm giá đặc biệt, chỉ tính anh em giá 1,6 triệu thôi, 1,6 triệu cái này nha, rất là đẹp anh em luôn, bao giá cho anh em luôn. Máy móc tốt, quan trọng là máy móc tốt nguyên zin mà máy đẹp, mà giá lại cũng đẹp theo, chỉ có 1,6 triệu thôi. 1,8 triệu giảm 200 ngàn, còn 1,6 triệu cho anh em. Đó, con U1 nha, U1 cho anh em làm tầm khoảng 3,5 tấc thôi. Rồi mình sang con U2 nha, U2 đây, để mình quay đi, chụp tấm ảnh mất công nó lạc lại.
Rất chi là đẹp. Ok. Rồi mình sang con U2 ngày hôm nay. Con U2 này là một thương hiệu đến từ Nhật mà nó mang thương hiệu cũng Tanaka nhưng nó là BMS 290. Con này thì nó công suất nó bé hơn con này một tí. Con số 1 U1 này nó tới 33cc cơ. Con này thì nó tầm khoảng 29cc. Nhưng mà cảm giác cắt mã lực của nó thì không thua kém nhau bao nhiêu, không thua kém bao nhiêu. Và nó có một cái điểm mà anh em phải lựa chọn nó. Có một cái điểm là anh em phải phải lựa chọn đến cái con máy này nha. Phải lựa chọn đến con máy này. BMS em sẽ ghi đây là U2 cho anh em. U2. Con U2 này thì điểm nổi bật lớn hơn con U1 đó là nó sao? Nó sử dụng hai ốc chân này. Hai ốc chân này bao khỏe, bao chắc chắn nha. Ưu điểm lớn nhất của nó vậy. Còn ngoài ra các chức năng bơm xăng mọi thứ là như nhau. Xi lanh đều như nhau, là đều là 37 ly. Điều đặc biệt ở con này nhiều anh em vẫn lựa chọn đó là tiếng nổ thanh bốc hơn cái con U1. Và nó bốc hơn và cảm giác cắt của nó thì có vẻ là nó xem 9-10 thôi. Đó, mặc dù mã lực con này lớn hơn, nhưng cái dòng tua thì lại không hơn thằng này được. Dòng tua này nó nhanh hơn. Thì nếu mà để hai con so sánh giữa U1 và U2 thì em thêm về con này hơn. Đó, thêm về con này hơn. Và hàng này thì nó ít có trâu và lì, thì hàng này em thấy nó ổn định hơn và trâu và lì hơn. Thì đó là một cái điểm mạnh, mặc dù cái công suất nó bé như con này nhưng mà hàng này BMS này thì rất được nhiều anh em săn đón. Về đến đâu hầu như hết đến đấy nha. Cũng 1.8 triệu giảm cho anh em, chỉ 1.6 triệu con máy này thôi. Cân nặng ngang ngang nhau nha, ngang ngang nhau. Máy mới như mấy thùng, rất là đẹp. Ốc ác 7 màu vàng ươm anh em theo, vàng ươm rất là đẹp. Đây anh em theo, bên em rửa ráy thì khi nó còn nguyên đất Nhật cho anh em luôn đó, còn nguyên đất Nhật luôn theo. Đấy, này theo. Rất là mới nha, em xe bèo luôn như mây thùng luôn, rất là đẹp. Anh em cần chi tiết video máy cứ kết bạn với Zalo. Ưng con U máy, U2, U1 gì đó, em sẽ quay một đoạn video test tích nổ gửi Zalo cho anh em. Nếu dung lượng nó quá lớn em sẽ úp lên YouTube để cho anh em coi. Anh em chỉ cần IP thôi. Và số điện thoại 0974644973, Zalo gặp nông cơ Duy Hải hoặc là Thắng Mày Cước Xích đều là em. Nghe giọng nói này cũng đều là em thôi nha. U2 giá 1.6 triệu cho anh em, dọn nổ ngon lành, bảo hành 12 tháng. Và lưu ý anh em này, ở những cái lô sale trước, hôm trước thì em không có tặng quà tặng cho anh em, tức là rũa buji tích mở. Bảo hành 12 tháng, giảm đồ, giảm sản phẩm, giảm giá tiền lại nha. Cụ đang bán lô máy này cũng như lô U này, mà anh em nào mua, anh em nào chốt trước thì ok. Còn nếu trường hợp mà em bán thì hết, em thanh lý lại với giá rẻ hơn một chút, thì những cái hàng thanh lý như vậy thì sẽ không được tặng quà. Anh em lưu ý dùm em nhé, không được tặng quà. Không tặng quà, đây là ba món rũa, buji và tích mở. Sản phẩm là như vậy nhé. Rồi, U2 là 1.6 triệu cho anh em. Anh em cứ kết bạn Zalo 0974644933, gặp Thắng là ok. Rồi, tiếp sang con U2, anh em hãy chuyển camera, sẽ chuyển camera qua đây. Và anh em cùng sang con U3 với em. U3 này thì nó hơn con U2, U1 nó ở điểm nào? Thì em sẽ phân tích để cho anh em có cái nhìn tổng quan nhất. Thật sự là khi mà phân tích ra thì nó rất là đau đầu. Thứ quan trọng là anh em lựa con máy ngon cho mình để mà sử dụng. Thì thật ra thì dòng máy Nhật thì anh em biết rồi đấy. Anh em chỉ cần xác định cho em được hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là anh em mua con máy về để làm gì. Anh em cắt chuyên nghiệp, anh em sử dụng trong gia đình. Đó, yếu tố trước. Đó. Anh em xác định cắt chuyên nghiệp hay gia đình. Khi anh em xác định được mình cư trong gia đình thôi, thì anh em bắt đầu tìm kiếm những con máy Nhật công suất vừa phải. Và công suất thì em sẽ đọc ở những cái mã số của nó, như 29cc hay 33cc, em sẽ đọc cho anh em hình dung. Và ở đây là công suất, đã nói là cưa gia đình thì máy nó không hề to, cũng không hề mà công suất quá mạnh. Nó tầm 40cc đổ lại là anh em cưa gia đình nó quá ok rồi. Khoảng người ta xài chỉ hai mấy ba mấy là cưa gia đình
chất như nước cắt rồi đó. Còn những đối với anh em cưa chuyên nghiệp thì hãy dùng những máy ngon hơn và lớn hơn, mà tùy theo phụ thuộc. Nó có những cái thương hiệu hút Husqvarna, Estin, rất là nhiều Sinowa, những như thiệu thương hiệu nổi tiếng ha. Còn trong lô ngày hôm nay thì em đang giới thiệu đến anh em chỉ duy nhất có một con, thì em sẽ giới thiệu thì nó nằm con khoảng thứ 8 gì đó, thứ 8 hoặc thứ 9 thì em sẽ giới thiệu cho anh em con. Và những con ở đây thì đều là cưa gia đình. Và cưa gia đình thì anh em biết rồi đấy, mình sử dụng ít và chỉ cần mình biết khởi động máy, biết cách bảo quản máy thì đối với một con máy Nhật anh em xài đến 5-10 năm nó chuyện bình thường. Đến năm em chỉ mong cho anh em xài tầm 3 năm là ok, là cũng dữ tợn lắm rồi. Đó. Còn là có những anh em nhiều khi xài 5-6 năm, 7-8 năm chưa hư được cái nòng của nó. Chưa hư được cái nòng của nó chỉ có trục chặt xăng cộng lên kinh, thay ra bơm lên kinh là nó hết. Đó. Trục chặt vào thôi. Rồi con Uma ở đây nha, Uma ở đây. Đó. Khi mà xác định được nhu cầu của mình rồi thì anh em hãy tiến hành lựa cho mình những con máy xịn sò nhất với giá tiền vừa phải này, hay là thích chi ra tiền cao để mua những con máy đẹp săn máy chín nút phải chơi. Thì ở đây trước mặt anh em đây là một con Uma với tên của nó là Ryobi ESKS229A. Con này thì khá là đẹp, còn nguyên độ bóng của máy. Thì con này giá nó 9 nút cho anh em nhé, 9 nút. Và ưu điểm lớn nhất của nó khác biệt với con kia. Mấy con kia ở chỗ nào anh em nhìn này, anh em hãy quan sát này. Đấy, anh em hãy quan sát này. Đó, anh em hãy quan sát này. Hãy quan sát vào sản phẩm này. Từng đường bóng bẩy của máy vẫn còn nhé. Rất là đẹp. Đấy, đây này anh em thấy không? Rất là mới luôn. Ở đây này anh em thấy đường khe này không? Còn đất Nhật nhé. Là bên em không có rửa kỹ nhé. Đây anh em thấy này, cái độ chảy chuỗi nó rất là ít này. Anh em thấy không? Thì khi mà bán hàng cho anh em đây này, chưa đụng vít luôn anh em. Khi bán hàng cho anh em mà bên em đã nói là hàng 9 nút thì anh em phải hiểu là nó chất lượng cỡ nào. À, kinh nghiệm mười mấy năm làm nghề của em. Đó, anh em thấy không? Làm xích rất là như mới, chỉ có một nước sơn nó chảy chuỗi thôi. Chứ xích này anh em thấy không? Xích này chưa hề rũ một lần nào. Em cam kết em chưa hề rũ là vẫn còn rất là bền, chưa rũ một lần nào. Tại vì cái xích này tụi em gọi nó là xích cánh buồm. Cánh buồm nó chỉ có ngắn bằng như thế này thôi. Còn nếu xích của nó dài là dài tới đây. Nhưng mà cánh buồm như đây, nhiều khi bác về vụ xích đây là chưa rũ này, nó như thế này. Rồi có những cái xích mà nó rũ đi một hai đợt thì anh em tưởng là xài nó mòn hết, nhưng không phải anh em ạ. Cái xích ở đây thì nó vậy, xích cánh buồm nó chỉ được phép cho làm ngắn vậy thôi. Chứ không phải như các cái xích khác là nó dài, hay những xích anh em mua tại cửa hàng. Đó thì nó rất là dài. Đó, anh em thấy sản phẩm không? Rất là đẹp nhé. Ở đây là những cái này nếu mà ngồi mà rửa kỹ nó còn mới nữa. Nhưng đây là trễ quá nên em rửa tạm thời, nhưng mà nó vẫn tôn vinh lên một cái vẻ đẹp của con máy này. Anh em thấy không? Nó rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Đó. Và con Uma 9 nút như này. Đó. Thì giá nó mang tới anh em nó tầm 1 triệu 9 con máy này cơ. Đó. 1 triệu 9. Nhưng mà em không bán được những cái giá đó đâu. Bảo hành 12 tháng và bán cho anh em với giá 1,8 triệu đồng rồi. Một con máy 9 nút nha. Anh em nhớ nha, 9 nút. Và đặc ưu điểm của nó khác biệt với những cái con kia ở chỗ nào? Mã lực thì chỉ có 29cc, nhỏ, công suất nhỏ nhỏ hơn. Cân nặng thì nhẹ hơn tầm hơn 3kg một con máy như thế này. Đó, so với con U1 và U2 thì con này nó nhỏ nhẹ hơn, công suất nhỏ hơn, yếu hơn. Nhưng mà ngược lại, cái đường cắt của nó, tức là cái sợi dây xích này, sợi dây xích này thì nó lại lớn hơn hai con U1 và U2. Đấy. Với sợi dây xích chân 91 mini này thì nó sẽ giúp cho anh em cắt vào gỗ nhanh hơn những con kia là xích chuột. Đó, làm tầm 3 tấc thôi. Xích chuột của con này là xích mini, cắt nhanh hơn, khỏe hơn. Đấy, nên là vẫn có để ưu điểm để anh em lựa chọn một sản phẩm như thế này nhá. Đó, ok. U3 giá 1,8 triệu cho anh em. Sang con U4. U4 thì cũng là một thương hiệu BMW 330, giống như con số 1. Em sẽ ghi nhanh luôn U4. Nhưng mà con này đặc biệt ở chỗ này là nó có làm Latin. Với làm như thế này thì anh em phải thêm vài trăm ngàn mới sở hữu được nó. Thì con này nó sẽ cao hơn giá con U1 nó tầm 1,8 triệu một con này rồi. Vì nó có
làm kia, còn nếu không có làm kia thì cũng bằng giá nhau thôi nhé. Quay sơ cho anh em coi tí này, cũng khá là đẹp anh em nhé, bóng bẩy của cái máy luôn, em thấy không? Đẹp chưa, chắc chưa? Anh em thấy chắc không? Rất là đẹp. Rồi U1 U4 giá 1,8 triệu nha. Rồi sang con hệ này, hệ VIP này, hệ VIP. Hệ VIP ở đây mà em muốn nói, nó không ở con U5 này, nó không mang đến cho anh em một con máy mà với mã lực khủng nhá, không mang đến cho anh em như vậy, mà nó mang đến cho anh em đó là một sự trải nghiệm về công nghệ là cao hơn, công nghệ nhiều hơn. Công nghệ mà ở đây em muốn nói nó hội tụ tất cả những yếu tố mà đời mới nhất của con máy cưa cần có. Em muốn nói thì đây là cần có nhé. Thứ nhất là thắng xích, nó thắng xích được, nhìn thấy đây, thắng xích được, ok chưa? Có bơm xăng phụ, e gió tự động, nhìn thấy đó, bật lại đó, trợ lực. Thế thì con máy này, Makita này, nó hội tụ tất cả những cái yếu tố mà một con đời mới cần ở đó. Ở đây thì bên nước ngoài nó dán một cái tem, đây dán cái tem thì che cái máy Makita đi, da băng nhé. Đấy, hàng chặt luôn. Đây nó dán để làm gì không biết. Đây Makita, cảm ơn mày vì mày đã dán cái này lên đây. Mày dán lên đây cái là cái tem tao không bị chóc. Đấy, nhìn thấy không? Đấy, Makita. Chắc chưa? Đấy, Makita. Hai ba mươi. Đấy, đẹp chưa? Nhìn thấy nó chất chưa? Con này thì nó lại ráp vào thằng làm Rin của Echo. Nha, Echo. Đây, đẹp. Con này thì rất là nhẹ. Trọng lượng khô một con máy em đang xách trên tay đây, nó chỉ nặng tầm khoảng 2 ký mấy thôi. 2 ký mấy thôi anh em nhé. Chỉ nặng 2 ký mấy thôi. Đó, chỉ nặng 2 ký mấy thôi anh em ạ. Con máy này. Đó, nặng tầm 2 ký rưỡi con máy này thôi. Đấy. Nhìn thôi. Cạnh đi. Đây là cái này là thật ra mà nó dán không, mà nó dán ở đây là hướng dẫn để anh em cách sử dụng của mình, mình sang mình để nhớt hết, nó phân chia ra, nhưng mà do thời gian nó file chữ đi, file mờ rồi tem mát này, đây nó dán hết anh em ơi, chấm chữ nhật rồi ô lọt này sắp hết thôi, để vậy đi. Đấy, anh chữ nhật ra đấy. Thì một con máy này thì nó hội tụ về công nghệ nhiều hơn với sức mạnh của nó mang lại. Con này thì dành cho những các bác các chú mà muốn sử dụng mà cưa trong gia đình muốn nhỏ nhẹ nhất thì nó đứng top thứ hai dòng con máy mà nhẹ nhất, và con này em gọi nó là U5 với giá là 1,9 triệu đồng. Em không giảm giá thêm gì, tại vì hàng này thì em phải chi số tiền khá là lớn để sở hữu nó. À, tức là mình mua cao thì mình sẽ bán cao, mà không giảm cho anh em được. Giá dọn nổ ngon lành bảo hành hết cho anh em giá 1,9 triệu, tất cả làm xích phải còn ngon. Nhiều khi em lấy trong lô nó như thế này nhưng mà nó kém, em bỏ làm đi và ráp cho anh em một lao khác xịn sò để anh em sử dụng, và giá nó là 1,9 triệu con máy này. 1,9 triệu con máy này, không giảm giá lên được. 23cc thôi mà nó lại còn mắc hơn những cái con công suất mạnh, thì ở đây muốn nói là công nghệ nó lớn và cái giá trị của nó mang lại. Vì không phải là anh em muốn sở hữu một con máy nhẹ như này mà lúc nào cũng có hàng bãi, mà đâu phải lúc nào cũng có hàng đâu. Nên đó, tại tiệm cửa hàng Nô Cơ Duy Hải hiện tại chỉ còn duy nhất một con Makita này thôi, tại cụt này đó. Anh em nhanh tay nhanh chân, bác nào nhanh chốt trước thì giao hàng trước, ok. Rồi sang con U6 mà em giới thiệu lên anh em là một con Echo tay dài. Ở đây thì em giới thiệu cho anh em 5 con tay cụt, nhưng bây giờ sang con U6 trở đi thì nó là con những con tay dài. Tay dài cũng chỉ cưa trong gia đình thôi. Con U6 ở đây là một thương hiệu Echo với nhãn hiệu 281, thì con này nó tầm khoảng 30cc đó. 30cc đó. Xi lanh cũng khá là lớn, lên tới tầm khoảng 34mm. 34mm. Đó. 34 à 30
36 mm. Cái mặt ốp này thì nó hơi bị chóc, gọi nước sơn màu đen của nó rin màu đen, nhưng mà thân máy mọi thứ cái này bằng nhựa nhé, là bằng kim loại. Đó, nhựa thì giúp cho nhẹ máy và hầu như là máy cũng khá là đẹp này. Đấy, khá là đẹp rồi. Em thấy không? Em nhìn này, làm xích chuột thôi, rất là đẹp đấy, mới cái xe bèo luôn. Anh em nhìn thấy mấy không? Và giá của con này, U6 này, 1.9 triệu, nhưng bớt cho anh em chỉ còn 1.7 triệu nhé. 1.7 triệu con này giảm giá cho anh em nhé. Nổ ngon này, thành đạt về chỉ việc đổ xăng vô là cưa. Rồi tiếp sang con U7. U7 này, này là một con thương hiệu khá là nổi tiếng, top 1 của Nhật Bản, đó là Genwatt. Con này thì nhẹ, ưu điểm của nó là nhẹ anh em nhé, đẹp chưa, mới quá đây đó, đẹp nguyên đất Nhật luôn, rửa kỹ một tí nữa thì nó đẹp nữa. 310 G310 G300 nhé, 30cc. Thì con này là một cái thương hiệu mà Genwatt nhé, Genwatt đến từ Nhật Bản, top 1 dòng cơ xích của Nhật Bản đây nhé, top 1 dòng cơ xích của Nhật Bản. Và giá em bán cho anh em ở cây này thì là 1.8 triệu một cây, giảm giá tính cho anh em chỉ còn 1.7 triệu thôi. 1.7 triệu con máy này, gọn nổ ngon lành, cành đào cho anh em giá 1.7 triệu đâu. Đó, mọi thứ ok, về anh em chỉ việc cắt giá 1.7 triệu. Rồi hai con U6 và U7 thì nó không khác biệt nhau là mấy, cách khởi động na ná giống nhau và mọi thứ thì gần như là khá ok cho một con cưa mini trong gia đình. Hàng này nó công suất bé thôi nha, nó 30cc gì đó thôi, đây là cưa trong gia đình hợp lý, cắt nó cây tầm khoảng 30 đổ lại rất là hợp lý, tuyệt vời nhé. Rồi sang một cái con U8 ở đây, là vừa rồi ngay từ tiêu đề em đã giới thiệu cho anh em là em nói là con này là thương hiệu Hikoki, thương hiệu mới nổi nhất của Nhật Bản xâm nhập vào đây, đã có mặt tại Việt Nam. Thương hiệu này thì nó mới nổi, nhưng mà nếu anh em xem video của em làm thì anh em có thể hình dung ra được cái con U8 ở đây thì nó không khác gì với những thương hiệu tiền nhiệm của nó trước đây là con Hitachi hay là Tanaka. Và Hikoki ở đây thì đối với người dân Việt Nam thì nghe thương hiệu nó rất là lạ, và bản thân em thì thấy nó xuất hiện đây cũng mới thôi. Thì cái đời này ưu điểm của nó là đời cao, thì đời mã này nó chỉ sản xuất năm 2019 2020 gì đó thôi, những cái mã như thế này đời mới mà. Thì hiện tại đây cái máy mới đó, mới nó mới gần như là 99% ấy. Đây cái sợi xích này nhau theo đây, đấy, sợi xích của nó là như mới rồi, sợi xích là xịn nhá, Oregon cánh buồm xịn nhá, không phải suy nghĩ luôn. Hai ốc chân lam xịn sò cho anh em luôn, anh em theo hai ốc chân lam xịn sò luôn, anh em theo đó, mới như chưa xài như thế à, mới giờ mới lắm, cực kỳ mới luôn, rất chi là mới mà đẹp, rất là đẹp anh em thấy không? Mới ơi là mới luôn, đời mới. Con này thì hiệu tụ hội tụ tất cả những cái yếu tố mà một con máy xịn sò cần có, nó giống như con ma kỳ tà vậy đó anh em. Thắng xích này, e gió tự động này, bơm xăng trợ lực. Đó, anh em còn đòi hỏi gì một con máy như thế này nữa, và đặc biệt nó sử dụng cổ xăng à, cổ xăng nhá, chứ không phải là hút à, bằng phít như mấy thằng này phít. Cổ xăng ở đây là từ đoạn giữa thân máy, giữa bộ phận động cơ ấy, cho đến thân của bộ phận gọi là bắt chế hòa khí, và nó thiết kế một cái cổ hút, thiết kế một cái hút. Thì cái cổ hút đấy nó sẽ có, nó cung cấp nhiên liệu nhiều hơn, nó giảm nhiệt nhiều hơn so với những cái đời tiền nhiệm đó, và đặc biệt là nó ít trục trặc hơn.
Nó là như vậy. Và ở đây thì mặc dù nó nằm nằm nhưng mà xài cổ hút thì không khác nào một con máy nằm đứng. Đáng để anh em phải trải nghiệm về một cái dòng sản phẩm Hikoki này. Đó, Hikoki như này thì tại cửa hàng luôn luôn bán cho anh em với giá tầm 2 triệu 2 một con. Con này rất là đẹp anh em nhé, 2 triệu 2 một con. Nhưng mà giảm giá cho anh em, chỉ tính em tới 2 triệu này không? 2 triệu. Ok chưa? Máy đẹp. Mới gần như chưa xài. Anh em thấy không, dây giặt này. Đây, những cái nút nó này. Cái nút này ở bên nước ngoài nó quấn trình độ Việt Nam mình cỡ như em còn quấn không nổi như đẹp như thế này đâu. Anh em thấy dây giặt mới như chưa xài luôn. Đây. Hơi hẳn tốt, khực khực. Anh em thấy không? Mới không? Anh em thấy nó mới không? Quá mới rồi. Hikoki. Khá là chất bơm xăng phụ này rồi. Mà cái tướng của nó này nhìn cũng ướt ướt vẹo vẹo, nhìn cũng bạch trai phết. Đấy, nó đáng để nhiều trải nghiệm với con U8. Tiếp theo một con U9 mà em muốn mang đến cho anh em, đó là một cái thương hiệu Shindawa. Shindawa thì không phải kể đến về uy tín và chất lượng của nó nữa đâu. À, uy tín và chất lượng là nó có thừa luôn rồi. Thừa luôn rồi. Đấy, tại sao lại bảo rồi? Nó có thừa luôn cho anh em rồi. Thừa luôn. Thì Shinowa ở đây là Shinowa 303. Dù nó sở hữu cái tông của nó chỉ có 36 ly thôi. 36 ly và mã lực của nó tầm khoảng 33cc rồi đó. Con này là 303. Nhưng mà cái giá trị của nó mang lại rất là lớn, đáng để anh em phải nghiên cứu. Đấy. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất là nó nòng đứng. Thứ hai nữa là đời này, tí sẽ có một cái đời xin qua khác em chỉ cho anh em. À, cũng được 303. Nhưng mà nó có một cái đời khác cơ. À, nó không phải kim chỉnh đây. Kim chỉnh này anh em thấy không? 3 kim. Đời 3 kim chỉnh. 1, 2, 3. Đời 3 kim chỉnh mà máy hầu như rất chi là đẹp. Nó mới ơi là mới luôn. À, thế. Mới ơi là mới luôn. Rất là đẹp. Đây nó cái trải trụa này. Đấy. Thì máy Nhật bãi mà phải có trải trụa. Nhưng mà cỡ như này thì thật sự với anh em nó rất là mới luôn. Mới gì đâu mà mới vậy. Đó, nhìn cái con Hikoki bên cạnh thì cũng nhìn rất là mới luôn. Nhìn mê. Đó, rất là đẹp. Đây. Xi lanh 36 ly mặt trước của máy này. Xi lanh 36 ly rất là đẹp. Đó. 33cc cho một sản phẩm này cắt gia đình. Hàng này thì em bảo đảm với anh em cưa nó rất là bền, rất là trâu. Và cái tiếng nổ rất là ấm. Và đặc biệt là nó không có vật, nó không có trục trặc vặt. Nên là cái độ ổn định của thằng Shinowa rất là cao. Đáng để anh em trải nghiệm một con máy như này. Thật sự với anh em là như vậy. Rất là ngon. Hàng này thì bán cho anh em này không phải suy nghĩ gì, đắn đo suy nghĩ gì ấy. Là an tâm, tức là an tâm đấy. Muốn nói anh em tâm. Cái hàng này nó đời sau đời cao, nó tầm mẫu 2019 hay 20 hay là 18 gì ấy, thì nó sẽ được cải tiến vấn đề hộp giặt trợ lực bơm xăng phụ luôn dân, thì nó là 1029S gì đó. Còn ở phiên bản này thì em bán cho anh em với giá chỉ 2 triệu 2 thôi. 2 triệu 4 giảm giá chỉ còn 2 triệu 2 còn máy này. Máy khá ok. Thật sự anh em không phải suy nghĩ về dòng này nhé. 2 triệu 4 giảm giá chỉ còn 2 triệu 2. Một siêu phẩm. Đấy, mặc dù nó không có những cái yếu tố mà cũng như đời mới có. Nhưng mà ngược lại thì con này thì nó nổi tiếng xưa giờ rồi. Về cái độ bền, tuổi thọ nó bền bỉ, mạnh mẽ, khỏe. Và anh em biết rồi, khi một sản phẩm nào ra lâu rồi thì nó cần phải thay đổi. Cần phải thay đổi vì ngoại thất, ngoại hình một chút. Rồi về trong là công nghệ đi một chút thì nó thay đổi hơn. Và anh em phải hiểu ra một điều rằng hàng mà đã hàng bãi đã có sử dụng thì anh em không có nhiều sự lựa chọn. Nhiều khi anh em thích con này lắm nhưng mà nó không có. Vấn đề ở đây nó không có để mà bán cho anh em. Nó là như vậy, nó không có để bán cho anh em. Đấy, không có để bán cho anh em thôi. Thì hãy cứ tận dụng đi, tại vì đồ Nhật mà rất là ngon, anh em không phải suy nghĩ. Rồi, sang con U10.
con U10 mà em muốn giới thiệu đến em ở đây thì em cũng nói luôn. Đối với con U10 này thì anh em sẽ đi khai thác được nha. Với mã lực của nó là 39cc thì là một con máy đáng để anh em trải nghiệm để đi khai thác nha. Và thương hiệu của nó là thương hiệu để em xem nào. Đó là Tanaka đây nha, mẫu Tanaka. Cái ốp này thì không phải là nó đâu, 34 không phải là nó đâu. Mẫu ốp nó chính thức nó đây này. Xe ớt 39E Tanaka hoặc là cái này thì chắc chắn là Tanaka này, nhưng mà dập này. Tanaka. Một con máy rất là đẹp. Nhưng mà có điểm trừ lớn nhất nó sử dụng xích chuẩn nó hơi nhỏ. Thì sáng ngày em có một con là CSV Tanaka CSV 3800 nằm trong lô M ngày 12 tháng 11. Thì có anh khách anh chốt và em nói thẳng luôn anh ơi, con máy nó rất là mạnh, anh đi khai thác là ngon, khai thác gia đình thì không phải suy nghĩ rồi. Nhưng mà anh lên được các cái sợi xích đó lên hay làm platin lên để cho nó ngon ha, để cho nó ngon. Đấy, ok, hỏi em cứ làm cái gì mà nó tốt nhất cho anh để về sử dụng, ngon là được, chỉ cần ngon là được thôi. Thì ở đây là con U10 thì anh em có thể đi khai thác được nhé. U10 là anh em có thể đi khai thác các chuyên nghiệp được. Và giá sản phẩm nếu để làm xích này thì em để cho anh em với giá là 2.800.000 2.700.000. Lấy làm xích đi tầm 3 triệu con máy này cắt cực kỳ khỏe. CFV 39 đây đấy, rất là ngon. Tanaka CP đấy mà máy rất là đẹp, cái màu tông màu nhìn thấy mê ghê luôn á, đẹp mới gì đâu mà nó mới, nhìn mê thật đó. Một form mới, model mới đấy. Rồi sang con này thì sử dụng trong gia đình, thiên về gia đình hơn, đó là con Hitachi. Hitachi sẽ ốp 35ED 2 D2 D1 thì không nhận nó trên được, còn D2 thì không có, nên là em sẽ để với anh em U11. U11 này thì từ cái con U9 trở đi cho đến U10, U11, U12 thì em mới thật với anh em dùng bất cứ một con nào nó đều ngon cả. Em muốn nói nhé, đều ngon cả, bền bỉ nó lại ngon, cực kỳ ngon lành từng nào luôn. U11 này đó, bán cho anh em với giá 2.800.000 giảm 100.000 2.700.000 2.700.000. Máy rất là đẹp nha. Đây đấy, bên em đẹp là nó đẹp, và xấu thì nói xấu. Đẹp thì nó sẽ có giá của đẹp, và xấu thì nó sẽ có giá của xấu. Anh em thấy không? Rất là đẹp. Đây là mới rửa xong, vết bóng bẩy của cái máy luôn. Nhìn nó đã chưa? Hàng này thì không phải suy nghĩ về cái độ bền, ấm tiếng mà lại bền nữa. U11 là một siêu phẩm mà cứ về tại cửa hàng bao nhiêu cây một cái bô đen như thế này. CS 35A hay là 3201 hay 3202, em nói các bác này, đi tới đâu là hết đấy, về tới đâu là hết tới đây. Và khi em đi lấy hàng, biết những con này xài rất ngon để giới thiệu cho anh em, là tranh giành với những thằng mối để mà lấy hàng luôn đấy. Rồi U11 giá 2.700.000. Sang con cuối cùng đấy, con cuối cùng này thì nó giống như cái con mà U9, em cũng để đồng giá luôn cho anh em luôn. Giá hai cây em muốn lựa con nào, lựa U12 giá 2.400.000 giá 2.200.000. Đây rất là đẹp, mới như mây thùng mà. Mới chưa, đẹp thì đâu mà đẹp, anh em thấy bong bảy cái máy đẹp đẹp ngon lành cảnh đẹp, hai ốc chạm nan xịn sò luôn. Đấy, rất là ngon luôn này, mặt phía trước này đẹp chưa. Đấy rồi, ok, em đã review xong cho anh em 12 con máy cưa gia đình xịn sò. Anh em có nhu cầu mua bất kỳ một con máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0974644973 gặp Thắng. Đấy, bên em ship hàng toàn quốc, mua hàng chỉ cần đặt cọc một ít tiền thôi, cho địa chỉ số điện thoại, em ship hàng, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, vậy thôi. Còn bác nào mà chuyển khoản thì bên em bao ship cho các bác nhé. Rồi chi tiết về thông tin đặt hàng anh em cứ kết bạn qua Zalo 0974644973. Giờ em xin kết thúc livestream ở đây. Xin chào anh em.